18. Lựa chọn sau cùng. Có điểm thi thử lần hai rồi. Tôi cũng đã tìm giáo viên bộ môn, nắm tình hình. Có những em giữ vững phong độ, nhưng có một số em thi rất tệ. Giờ đã là giai đoạn nào? Mọi người phải tự hiểu. Với lại, có những em cá biệt thụt lùi rất nhiều. Sắp thi đại học rồi, tôi không muốn thấy có ai bị tụt lại. Sao nào bố? Con làm hết đó. Mùi vị được chứ? Ngon lắm. Nhóc con, dạo này bố không ở bên con, con lén luyện tay nghề phải không? Cũng tốt. Sau này con biết chăm lo cho bản thân là bố yên tâm rồi. Mấy tháng nữa là con thành sinh viên, bố mừng cho con. Chỉ không biết bố có thể chờ tới ngày đó không? Bố, bố biết con sẽ có cuộc sống đại học thế nào không? Vào đại học, con sẽ có một nhóm bạn thân, rồi nghe họ kể họ cưa cẩm cô gái mình thích như thế nào, rồi thì sẽ chọn chuyên môn ngành mình thích. Xong thì tìm việc làm thêm mà mình thích, đi du lịch nữa, tới Bắc Cực ngắm cực quang, hẹn hò với cơm nắm nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học, bọn con sẽ kết hôn và sinh con. Bố muốn mấy đứa? Nhóc con, mơ mộng quá nhỉ. Chú Thời chưa chắc gả cơm nắm cho con đâu. Bố rất thích cơm nắm đấy. Con bé này không những tốt bụng mà còn có chính kiến. Nếu con về bên con bé là bố yên tâm. Bố đang nghĩ con và cơm nắm, nếu có con thì đứa bé chắc chắn rất đáng yêu, rất xinh xắn. Bố còn nghĩ xa hơn con đấy. Tâm tư hai đứa cả nhà biết cả. Bố cũng mong hai đứa chung sống hạnh phúc. Nhưng mà bố phải nói với con, tình yêu và hôn nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Yêu đương thì ngọt ngào, hạnh phúc, nhưng hôn nhân khó nói lắm. Cơm áo gạo tiền toàn phải đối mặt cuộc sống hiện thực. Mọi việc vụn vặt trong cuộc sống, tình yêu rất khó như thuở ban đầu, đôi khi còn sẽ cãi giả nữa. Bố, có phải bố lo có một ngày con và cơm nắm cũng như vậy? Bố chỉ muốn nói với con, cuộc sống hôn nhân chỉ có mỗi tình yêu là không đủ. Cái cần là hai người phải thấu hiểu, lắng nghe. Quan trọng hơn là trách nhiệm. Bố, những điều bố nói tuy con không hiểu hết, nhưng lòng con biết cơm nắm là người đáng cho con bầu bạn cả đời. Tiểu Quang, con nói được thế bố rất vui, chứng tỏ con đã trưởng thành chín chắn rồi. Mau ăn đi.
Tôi nói lại lần nữa, tên họ, số báo danh rất quan trọng. Nhận giấy thi phải viết vào ngay tức khắc. Nếu em không viết thì không ai biết đó là bài của em. Có thi cũng như không. Chọn xong câu trắc nghiệm thì tô đen vào phiếu trả lời ngay. Năm nào cũng có người không tô. Đừng có quên đấy. Rõ chưa? Rõ ạ. Được rồi. Hôm nay là tiết cuối cùng của các em. Tôi không còn gì để nói nữa. Tối nay đừng có hưng phấn quá. Ngủ sớm đi. Phải bình tâm. Nhìn các em xem, có phải nghĩ thi cho mau để được giải phóng là được chơi rồi đúng không? Dạ. Nghĩ lại, lúc mới dạy các em, cảm giác ngày nào cũng tức giận. Có khi tức tới mức tôi chỉ mong sao đuổi các em về ngay. Nhưng dần dà tiếp xúc với các em lâu, lại cảm thấy các em rất ngoan. Thật không nỡ xa các em. Thầy ơi, thi xong mình đi nhậu. Có phải chỉ mong chuốc sai tôi không? Chờ các em thi xong, có lật bàn cũng chẳng ai quản đâu. Chúng ta chụp chung tấm hình, cũng xem như cuộc sống cấp 3 có mở đầu có kết thúc. Các bạn ló mặt ra hết nha. Được. Nào, ôm vai bá cổ. Cuối cùng đã tốt nghiệp. Nào chuẩn bị, nhìn ống kính. Nào, 3 2 1. Vào đi. Được. Người tiếp theo. Bác sĩ nói mấy hôm nay tình trạng bố không được tốt, nên là tôi trải qua ngày đầu thi đại học trong lo âu thấp thỏm. Nhưng tối đó về, tinh thần bố rất tốt, còn nói chuyện với tôi, bảo tôi thả lỏng. Còn môn cuối tiếng Anh thôi, cố lên cố lên, thắng lợi trong tầm tay. Thi xong môn này mình sẽ bán hết sách ngay. Lão Trần, ai là con ruột bố chứ? Bố là gì của con? Để con trai bố ấm ức rồi, đánh con bằng cái này bền hơn. Nhóc con, mỗi ngày bố cầm thước vẽ chiều cao của con lên tường. Con từ một khúc thế này, lớn như bây giờ, cao hơn cả bố. Sau này mùi mẫn thế? Không có, không có. Bố thấy con lớn khôn,
lòng dạ vui sướng thôi. Bố, con thi đậu rồi nè. Bố xem, giấy trúng tuyển, bạn Trần Mộ Quang. Sao, con trai bố giỏi lắm phải không? Bố, Quang Rơm.
Tiểu Quang, Quang Rơm, cơm xong rồi, qua nhà mình ăn đi. Mình ăn rồi. Cậu không đói thật sao? Anh Quang, cậu... chơi bóng nào, rủ Quách Bất Lại nữa. Cậu muốn chơi bóng thật à? Cả năm lớp 12 không được chơi tử tế. Hôm nay chơi một trận cho đã. Mình đi cậu ấy ngay. Anh Quang, mình bảo cậu ấy rồi. Lão Quách vừa nghe chơi bóng là giọng lên quảng tám luôn. Cậu ấy cũng nhịn dữ lắm. Đi thôi, hẹn ở sân bóng. Cậu dậy ăn cơm trước đi. Vậy mình về trước, đừng lo cho mình. Lát mình về. Đi nha. Bố, bố lại làm món này à? Mùi quá, khó ngửi. Nhóc con không biết thưởng thức đồ ngon gì hết. Nào, cho vào hũ phụ bố.
Bố lại làm nhiều vậy à? Lại chiếm tủ lạnh, còn không có chỗ bỏ đồ ăn giặt nữa. Con không hiểu, đây mới là món ngon nhất trong đời. Không chừng ngày nào đó con sẽ thích. Con chắc chắn không ăn món này. Giả lại ăn món này thì thà ăn rau tươi. Ngâm mấy tháng chắc chắn có cái hư. Nói bậy bạ. Lúc bố làm dặn chặt lắm, không lọt khí tí nào. Nói con nghe, chừng đó bố sẽ viết ngày hết hạn lên mỗi hộp. Khi mở ra thì con ăn cho mau, đừng để hư. Nhớ nha, con không ăn đâu. Tiểu Quang, mấy bữa trước bận quá, không có thời gian nói chuyện với con. Cái này bố con để lại cho con. Đây là sổ tiết kiệm và bảo hiểm của bố con, ở đây hết. Tiểu Quang, nguyện vọng lớn nhất lúc bố con lâm chung là muốn tận mắt thấy con vào đại học. Tuy giờ anh ấy, nhưng con có nghĩ tới không? Nếu bố con còn sống, thấy con như bây giờ, hẳn là đau lòng phải biết. Tiểu Quang, bố và dì con đã quyết định đưa hai đứa ra nước ngoài. Mẹ con cũng đã tìm bố. Ý cô ấy là bên cô ấy điều kiện cũng tốt, muốn đưa con đi Quảng Châu. Cả nhà muốn hỏi ý con, dù con đi theo nhà bố hay theo mẹ con, mọi người đều tôn trọng ý kiến của con.
ra nước ngoài. Mẹ và bố con bàn rồi, điểm dự kiến của con cùng lắm cũng chỉ vào được trường thường hạng 2. Nếu mà thấp hơn thì phải xuống hạng 3. Con còn tưởng chuyện gì to tát. Nãy mẹ mới nói là điểm dự kiến thôi mà, chưa chắc đã chính xác. Khi nào có điểm rồi tính. Cầm nắm. Bố mẹ biết vì chuyện chú Trần nên con không phát huy tốt. Bố mẹ cũng không trách con. Nhưng con phải hiểu, nếu chỉ là trường thường hạng 2, sau này tìm việc mất ưu thế lắm. Nhưng ra nước ngoài thì khác. Mai sau con sẽ có nhiều cơ hội hơn. Đúng vậy. Mẹ con cũng không dễ gì. Tìm quá trời người ở nước ngoài hỏi trường giùm con. Học ở đó, bố mẹ cũng có thể ở bên chăm sóc con. Chẳng lẽ xuất ngoại là chắc chắn sống tốt hơn sao? Không đi. Đi rồi có thành công hay không phải xem vào cố gắng của con. Đi rồi mới có cơ hội. Mẹ, hồi đó mẹ muốn ra nước ngoài, con đã ủng hộ ý tưởng của mẹ phải không? Tại sao bây giờ mẹ không thể ủng hộ ý của con chứ? Cầm nắm. Bố mẹ thật sự đang nghĩ cho con. Bố mẹ đừng nghĩ nữa. Con sẽ không ra nước ngoài đâu. Cầm nắm. Quang Rơm. Quang Rơm. Quang Rơm, cậu có trong đó không? Quang Rơm. Quang Rơm. Quang Rơm. Quang Rơm. Quang Rơm. Không hay rồi. Có chuyện rồi. Bố mẹ bắt mình ra nước ngoài. Mình biết họ muốn tốt cho mình, nhưng mình không muốn ra nước ngoài, không muốn rời xa cậu. Cậu yên tâm đi, mình không đi đâu. Mình sẽ ở lại trong nước, không đi đâu hết. Cậu tin mình. Mình biết chuyện này. Họ nói với cậu rồi sao? Họ nói với cậu thế nào? Có nói được cậu cùng đi không? Ra nước ngoài cũng khá tốt. Vậy thì tốt. Tóm lại hai đứa mình cùng đi mà. Nói vậy ra nước ngoài cũng không có gì không tốt, đúng không? Cậu nói tụi mình sẽ không chia xa, có đúng không? Cậu vui lên đi. Ra nước ngoài rồi, mình đưa cậu đi khuây khỏa, giải tỏa tâm trạng được không nào? Vậy cậu nghĩ đi, nước ngoài có đẹp không? Như trong phim ấy, có kiến trúc nhọn đặc biệt, những căn nhà chắc chắn không sơn đủ màu giống bên này. Mình nghe nói bên đó còn tòa nhà Empire State, bến ngư phủ gì đó, còn có cặp đôi hôn nhau giữa đường nữa, còn cả người ca hát nhảy múa trên phố, nghe có vẻ rất lãng mạn.